Vâng, chào anh em. Hôm nay mình có bộ PC khá là đẹp ở trong ngân sách khoảng 39 triệu. Đấy, và cái bộ này thì lúc đầu là mình dựng cho anh khách là bộ màu đen. Nhưng mà thế quái nào mà cả anh khách và cả vợ của anh ấy đều xem kênh của mình. Và vợ anh ấy rất thích cái kiểu bể cá kính cong xong lại là màu trắng. Đấy, thế nên là khách là đổi nguyên một phát là 360 độ từ màu đen sang màu trắng luôn. Và bể cá kính cong ấy mà trong cái khúc mà tầm 39 triệu thì mình đã gợi ý cho anh ấy con TK2. TK2 là một cái mã vỏ mà mình thấy là nó khá là đẹp và hoàn thiện thì cực kỳ tốt, bởi vì là cái xung quanh của nó toàn là nhôm anh em ạ, hoàn thiện rất rất tốt luôn. Thì mình sẽ dùng con đó. Con đó thì trông nó gọn gàng hơn là con King 95 Pro. Còn lại thì nếu mà anh em nào thích ấy, thì có thể là dùng King 95 Pro cũng được. Nhưng mà mình thấy là con King 95 Pro thì cảm giác như là nó hơi cồng kềnh và hơi to. Con TK2 thì nhìn nó sẽ xinh hơn. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ dựng một bộ với con TK2 anh em nhé. TK2 thì mình đã lên chi tiết khá là nhiều cho anh em xem rồi. Và mình cũng đã có một cái video riêng về con TK2. Thì đây là một cái mã vỏ mà nếu như mà anh em nào quan tâm về chi tiết của con đấy thì anh em có thể là search cái từ khóa là TK2 Bùi Công Nghệ thì nó sẽ ra một cái clip rất là chi tiết. Còn hôm nay thì mình sẽ không đặt cái vỏ lên mặt bàn để tránh mất thời gian, thì mình sẽ nói về những cái linh kiện thôi. Còn một lát nữa khi mà con TK2 mà lên hết đồ ấy thì mình sẽ show cho anh em xem. Về phần linh kiện thì cái bộ hôm nay nhá, nó cũng rất là mạnh anh em ạ. Đầu tiên là về phần main chip thì mình sẽ có là một cái cặp main chip vừa đẹp mà lại vừa ngon. Đầu tiên là con main thì mình sẽ có là một con Z690-A gaming wifi. Đây là của Rockchip anh em nhé. Rockchip thì cái main này đã là một cái main mà mình lên rất nhiều rồi, nhưng mà thực sự là nó rất đẹp, nó rất rất đẹp luôn, là mình vẫn muốn show lại cho anh em. Và hiện tại thì khả năng là con này mình thấy là nó không về hàng nữa, bởi vì là bây giờ thì chủ yếu là người ta bán cái series là Z790 nhiều. Còn Z690 thì dần dần là các mã người ta clear hết rồi. Và đây là một cái mã main mà mình thấy là giá nó cực kỳ hợp lý với cái spec của nó. Anh em có một con main là Rockchip nhá, xong rồi trắng nhá, trắng đẹp này. Thiết kế thì khỏi phải bàn rồi, thiết kế Rockchip thì luôn luôn là vô đối rồi. Anh em nhìn cái phần giáp tản này, to đùng luôn. Đấy, tản VRM này, rất rất đẹp luôn. Và cái phần ở phía dưới này, đấy, nó làm cực kỳ liên lạc, đầy đặn và đẹp luôn. Và cái này có một cái lẫy này anh em này, đấy vẫn là một cái lẫy mở VGA đó, chỉ cần bấm một nút này thôi là nó sẽ mở cái lẫy này ra, anh em có thể là rút cạc đồ họa ra rất là tiện. Và nói về spec của con này ấy, thì nó rất là ngon. Cái dàn VRM của nó là 16+1, nhưng mà không phải 16+160A mà nó là 16+180A, nên là với con main này thì anh em hoàn toàn có thể là lắp con i9 vào cũng được, cân thoải mái i9 luôn. Và hôm nay thì con main này là gánh con chip khá là nhẹ nhàng thôi, mình chỉ dùng con Core i7 thôi. Thì con Core i7 mà hot nhất thời điểm hiện tại thì chắc chắn là anh em cũng biết là con gì rồi. Đây là con Core i7 14700K, rất rất hot rồi. So với 13700K thì xung nhịp nó tăng này, số nhân số luồng nó tăng này, xong rồi mức giá lại không chênh nhiều. Thế nên là gần như là anh em chả tội gì là phải chọn con 13700K cả, chơi hẳn 14700K luôn. Đấy, thì hôm nay là mình sẽ dùng cái cặp main chip này, rất là ngon lành cành đào. Về phần RAM, RAM thì đương nhiên là phải là RAM màu trắng rồi. Và đương nhiên là phải là RAM DDR5. DDR5 màu trắng thì anh em sẽ có khá là nhiều lựa chọn, kiểu như là Kingston này, Corsair này, hoặc là Team Group, cái cặp mà mình hay lên ấy, không có LED này, hoặc là Dominator. Đấy, vì hôm nay là mình có dùng cái cặp RAM Kingston Furibit, cũng là một cái kit RAM trắng rất là phổ biến ở trên kênh của mình. Bởi vì sao mình chọn con này? Bởi vì là thứ nhất là Kingston nó cực kỳ ổn định về phần RAM ấy, phần RAM Kingston cực kỳ ổn định luôn, gần cái tỷ lệ lỗi gọi là siêu siêu ít luôn, rất rất ít luôn. Và tiếp đến là đây là một cái phiên bản mới của Kingston Fury thì đã được nâng cấp về phần LED rồi. LED nó rất là sáng, số bóng LED đã được nâng lên nhé. Thế nên là chuyển màu cực kỳ mượt và độ sáng rất là cao. Thế nên là mình sẽ dùng con Kingston Fury Beat màu trắng này. Đây là kit RAM 32GB anh em nhé, và bớt là 5600. Đó. Cạc đồ họa thì dùng cạc cũ thôi. Đây, cạc cũ lướt, mình có một con là 3070Ti Ultra Wide. Đấy, anh em ngó qua một chút về cái con Ultra Wide này. Cái mã này thì vẫn còn bảo hành hãng đến tháng 4 năm 2025 thì phải. Đấy, và những cái con mà còn bảo hành hãng như thế này thì thực sự bây giờ là rất là ít hàng luôn. Và nhập thì chủ yếu là toàn hàng sách tay là nhiều, chứ còn hàng chính hãng như này thì rất là khó. Và đây vẫn là một cái mã cạc màu trắng mà rất là dễ kiếm và rất là dễ lựa chọn cho anh em. Chứ còn nếu như mà anh em thích kiểu như là dạng Rockchip này hoặc là dạng Vision ấy, thì nó rất rất là khó kiếm và giá nó cũng rất là cao. Còn Ultra Wide này thì nó sẽ dễ tiếp cận hơn.
Và 3070 Ti thì vẫn thoải mái cho anh em làm việc cơ bản này, chơi game này, và render nhẹ nhàng 4K các kiểu vẫn rất là ngon lành. Hiện tại thì cái máy của mình đang dùng render video 4K cho anh em xem ấy, là mình cũng dùng 3070 Ti luôn. Đấy, thì hôm nay là mình sẽ dùng con cạc này. Thực chất thì khách cũng dùng rất là nhẹ nhàng thôi. Khách thì chủ yếu là dùng kiểu như là văn phòng hoặc là chơi game thôi, chứ khách cũng không dùng gì quá nặng. Đấy. Xem nào, về phần SSD. SSD thì mình có một con SSD rất là ngon và ổn định anh em nhá. Kingston KC3000. Đấy, nói chung là hiện tại thì trong cái phân khúc SSD chính hãng 1T này, có DRAM này, giá tốt này, tốc độ cao, thì mình nghĩ là khó có con nào thay thế được con Kingston KC3000. Còn lại thì Samsung, nếu mà Samsung hàng sách tay thì anh em sẽ phải đánh đổi. Samsung hàng sách tay thì hiện tại mình thấy là nó khá là hên xui. Nó sẽ bị trà trộn cả hàng fake vào anh em nhé. Mình đã từng dính là một ca SSD Samsung là bóc nguyên siêu ra nhưng mà bên trong lại là SSD fake. Thế nên là bây giờ SSD Samsung mà nhập hàng sách tay ấy, thì mình phải kiểm tra rất là kỹ. Còn mình vẫn khuyên anh em, nếu mà không quá quan trọng với thương hiệu ấy, thì có thể dùng Kingston KC3000. Mà bản chất thì Kingston cũng là một thương hiệu rất là lớn. Nó là hàng đầu thế giới về cái SSD này rồi, SSD và RAM rồi, thì anh em có thể tham khảo con này. Đấy, thì SSD là KC3000 nhá. Tiếp đến là về cái phần bố trí và thiết kế của bộ PC ngày hôm nay. Đây, thiết kế thì đây là cái tản nhiệt ngày hôm nay mình dùng sẽ là con LS720SE. Đây là một cái phiên bản tản nhiệt khá là đẹp của Deepcool. Chúng ta sẽ có là ba fan ARGB này. Cái block nước là dạng LED vô cực này. Và có một cái điểm mà mình muốn nhấn mạnh về con LS720SE này, đó chính là cái hiệu năng rất là cao. Hiệu năng của con này thì nó gần xem với con LT720 anh em nhé. Nhưng mà chỉ có điều là cái fan nó sẽ hơi ồn hơn so với cả LT720 thôi. Chứ còn hiệu năng của con này rất rất tốt luôn và thoải mái cân con i7 ngày hôm nay rồi. Và cái tản này thì chắc chắn là mình sẽ lắp ở trên nóc. Bởi vì con TK2 thì là một cái vỏ mà nó có nhiều slot lắp fan hơn TK1 rất nhiều. TK1 thì anh em chỉ lắp được 4 fan là tối đa thôi. Nhưng mà TK2 thì anh em có thể lắp được 9 fan cơ. Có nghĩa là 3 fan ở bên trên này, 3 fan ở phía dưới và 3 fan ở cạnh hông. Thì mình sẽ lắp là cái tản này trên nóc và cạnh hông và phía dưới thì mình sẽ bổ sung thêm là hai bách fan Thermalright. Bách ở phía dưới thì khả năng là mình sẽ đảo ngược lên để lấy cái gió vào, còn cái bách ở cạnh hông thì mình vẫn sẽ để theo đúng cái chiều xuôi của nó để đảm bảo cái tính thẩm mỹ của nó. Thực chất thì bộ này là mình thấy là nó cũng ok, bày như vậy cũng ok, nó cũng không bị nóng lắm đâu. Ôi, rơi cái dây nối dài dưới này. Đấy, dây nối dài chắc chắn là phải dùng rồi. Một dây 24 pin và một cái dây là hai đầu 8 pin. Còn về phần nguồn, đây, nguồn đợt này thì mình đang dùng con này khá là nhiều. Đây là con Acer AC750 anh em nhé. 750W này, chuẩn 80 Plus Bron này, full module, đấy, xong rồi còn full RAM nữa. Con này giải điện áp rất là rộng, anh em có thể dùng được ở những nơi mà điện áp yếu. Thì hôm nay là mình sẽ dùng con này. Con này thì nó mới ra thôi, nên là về cái độ bền thì mình nghĩ là vẫn cần thời gian kiểm chứng. Nhưng mà về phần cứng, về phần linh kiện thì mình thấy là anh Cao Sinh Tiến anh có đánh giá là phần linh kiện rất là ngon lành. Đấy, như vậy là mình đã điểm nhanh xong về đầu lòng của bộ PC 39 triệu ngày hôm nay, hơn 39 triệu. Thì bây giờ là mình sẽ cho tiến anh lắp đặt và sẽ show cho anh em xem là sau khi lắp xong nhìn nó như thế nào. Rồi, chiến ơi anh em. Và đây là bộ PC của chúng ta sau khi đã lắp xong. Đây anh em ngó qua một tí về con TK2 màu trắng ngày hôm nay. Thì mình cũng đã lên một con TK2 màu đen rồi, nhưng mà mình thấy cái màu đen thì cảm giác như là khi mà lên hình ấy, trông nó hơi tối và nó không nổi lắm. Nhưng mà màu trắng này thì anh em sẽ thấy là nó rất rất nổi bật luôn. Và những cái linh kiện ấy sẽ được show ra nhiều hơn. Còn con màu đen thì mình thấy là trông nó hơi chìm và hơi tối. Đấy, thì anh em có thể ngó qua một chút. Về cái bộ này ấy, thì hôm nay là mình sẽ nói về cái khả năng là mình sẽ nói về cái cách bố trí tản cái đầu tiên đi. Bởi vì là cái tản ngày hôm nay thì mình sẽ lắp là nó hơi khác so với mọi lần một chút. Đấy, bởi vì là sau khi mà nhận được nhiều cái sự góp ý từ anh em thì mình có quay cái chiều ống này, mình có quay cái chiều ống ra đằng sau. Thì anh em có thể thấy là với con TK1 hoặc là con TK2 thì anh em không thể lắp cái fan ở phía sau được. Bởi vì đây là hai cái mã vỏ mà nó kính, nó cong và nó cong cả ra đằng sau. Thế nên là nó chiếm luôn cả cái slot lắp fan ở phía sau rồi. Và khi mà không có cái fan sau thì chúng ta hoàn toàn có thể là cho cái đường ống này, cho cái đường ống ra đằng sau. Thì như vậy anh em biết nó sẽ có cái điểm gì hay không? Nó có nghĩa là nó sẽ không bị che cái RAM này. Thông thường thì mình lắp bể cá là mình hay lắp cái đường ống ở đằng trước. Đó, xong nó vòng ra đây. Vòng ra đây thì nếu như mà cái ống dài thì không sao, nhưng mà ống ngắn thì thường là nó sẽ bị cắt một chút ở cái phần dưới ở cái RAM này này. Nhưng mà khi mà lắp ra đằng sau ấy, lắp ra đằng sau thì nó sẽ gọn hơn và nó sẽ không bị cắt vào cái RAM này.
Và có một cái điểm rất là hay, đó là cái con TK2 này, cái phần đằng sau này nó hơi lõm về phía sau một chút. Thế nên là không hề bị che cái phần giáp của cái mên anh em nhé. Đấy, cái dây này nó không bị che cái phần giáp của cái mên, và chúng ta vẫn nhìn được trọn vẹn cái phần giáp rất là đẹp của con Z690 Electric ngày hôm nay. Đấy, thì cái cách bố trí tản ngày hôm nay thì nó sẽ hơi khác một chút so với những cái bộ PC mà mình hay dựng. Còn lại thì về cái cách bố trí fan thì anh em có thể thấy được là con TK2 đã được bổ sung rất nhiều fan so với TK1 rồi. Nếu như mà TK1 ấy, thì anh em sẽ chỉ lắp được là 2 fan ở phía dưới và 2 fan ở trên nóc. Thì với con TK2 thì anh em có thể lắp được thêm là 3 fan ở cạnh hông, và phía dưới thì lắp được 3 fan và trên nóc thì lắp được 3 fan. Và 3 fan ở phía dưới thì mình đang để cái hướng gió là từ bên ngoài vào bên trong, có nghĩa là nó sẽ lấy cái khí mát ở phía dưới này. Đấy, thổi thẳng lên trên các đồ họa. Và cái airflow của cái fan Thermalright này mình thấy khá là ổn áp anh em ạ. Tuy nó rất là rẻ nhưng mà cái gió của nó rất là mạnh, và khi mà anh em để như thế này thì cái cạc nó rất là mát luôn. Đấy, thẳng cái khí tươi này thổi thẳng vào các đồ họa, rất rất mát luôn. Còn 3 fan ở cạnh hông thì mình vẫn để theo cái chiều xuôi thôi. Nói chung là để tối ưu cái độ đẹp cho cả bộ PC thì mình vẫn lắp là cái chiều là lấy gió từ bên trong ra bên ngoài. Còn anh em nào muốn đẹp hơn ấy, thì có thể là thay cái pack 3 fan này bằng 3 con fan thổi ngược của Zonbo chẳng hạn. Thì cái chiều gió nó sẽ là từ bên ngoài và bên trong. Tuy nhiên nếu mà lắp kiểu đấy thì cái chi phí chúng ta sẽ tăng lên, bởi vì là cái fan Zonbo thì cái giá nó sẽ cao hơn. Còn trên nóc thì vẫn như thường lệ thôi, vẫn là 3 con fan là lấy gió từ bên trong ra bên ngoài, và đây là 3 con fan thổi rát của Deepcool. Và anh em thấy là led của cả 9 cái fan này đang đồng bộ hết với nhau rồi. Đấy, đang đồng bộ hết với nhau. Nhưng mà cái phần led của cái Deepcool này như là nó sẽ hơi khác một chút so với cái led của con Thermalright này. Và anh em có thể nhận thấy một điều rất là rõ ràng trên cái clip, đó là cái tốc độ vòng quay. Tốc độ vòng quay của cái fan Thermalright này nó đang chạy chậm hơn so với tốc độ vòng quay của con fan thổi rát này. Thế nên là anh em vẫn nhìn thấy những cái cánh fan ở đây, nó tốc độ nó sẽ chậm hơn là so với 3 cái fan thổi rát. Còn lại về phần linh kiện bên trong thì chúng ta có một cái bộ đồ lòng phun trắng rất là đẹp rồi, sau khi mà đi kèm với con TK2 trắng ngày hôm nay. Con main thì khỏi phải bàn rồi, Z690 Electric. Anh em nào mà có điều kiện thì cứ nên chơi con này. Và kể cả nếu mà anh em dùng con này mà lắp vào vỏ đen thì nó cũng chả vấn đề gì cả, bởi vì là con này phần giáp tản nó là màu bạc, nền thì là nền đen. Đấy, nên là lắp vỏ đen cũng đẹp mà lắp vỏ trắng cũng đẹp. Và có một cái phần giáp này chắc là nổi bật nhất rồi. Chúng ta sẽ có một cái logo Rockchick ở đây. Đấy, và đây là một cái miếng mica nhé, một cái miếng mica, và nó hắt cái led vào. Thì cái led của Z690 này nó rất là đẹp. Tuy nhiên thì cái độ sáng nó sẽ không cao bằng con Z790. Anh em nào mà có điều kiện thì thích đẹp thì cứ lên Z790 thôi. Còn lại thì hiệu năng của hai con Z690 và Z790-A thì gần như là như nhau. Rồi tiếp đến là cái phần block nước. Block nước thì vẫn là một cái block nước rất là đặc trưng của Deepcool thôi. LS720SE có một cái block nước dạng gương vô cực anh em nhé. Đấy, led vô cực ở bên trong và có cái logo của Deepcool. Và đây là hai thanh RAM Kingston Full Debit. Đấy, rất sáng luôn, độ sáng rất rất cao luôn anh em nhé. Cái này thì anh em phải nhìn thực tế bên ngoài cơ thì mới thấy là nó sáng như thế nào. Còn trong video thì nó đã cân bằng sáng khá là tốt rồi, thế nên là anh em thấy độ sáng nó ở mức vừa phải. Nhưng mà nhìn bên ngoài thì nó cực kỳ sáng luôn. Rồi tiếp đến sẽ là phần các đồ họa. Các đồ họa ngày hôm nay thì mình có một con là 3070Ti Rockchick, và đây là mã các 3 fan khá là to nạc. Tuy nhiên ấy, thì anh em có thể thấy là nếu như mà lắp vào cái vỏ TK2 này thì còn dư rất là nhiều luôn. Riêng cái vị trí này thì mình thấy là nó phải dư được khoảng tầm hơn 10 phân nữa. Thì với cái vỏ TK2 này anh em hoàn toàn có thể lắp được những cái mã cạc rất là to vào đây vẫn ok. Kiểu như là 4080 hoặc là 4090 lắp vào đây vẫn rất thoải mái luôn, không vấn đề gì cả. Và Ultra Wide thì mình cũng lên rất là nhiều rồi, thì mình sẽ không cần nói lại nhiều về con Ultra Wide này nữa. Sẽ có cái cặp dây nối dài đây anh em nhé. Đấy, để nhìn trông nó clean và gọn gàng nhất. Một cái dây 24 pin và hai cái dây 8 pin. Mình sẽ quay lại lần nữa về tổng thể của cả bộ PC ngày hôm nay. Đấy, như vậy là con TK2 ngày hôm nay đã được lên full fan và full đồ. Sắp tới mình sẽ bật mí cho anh em là mình sẽ về con TK3. TK3 là một cái mã mà nó rẻ hơn TK2. Nhưng mà vì sao nó rẻ hơn thì mình sẽ làm một clip riêng về con TK3 cho anh em. Đấy, thì như vậy là bộ PC của chúng ta đã hoàn thành rồi. Thì chắc là hôm nay dừng ở đây thôi. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những bộ PC tiếp theo.